một cái câu hỏi nào đó được nhắc lại hai lần, nhắc lại hai lần, tức là được hỏi bởi hai người. Và có trường hợp thì cái câu trả lời của chúng tôi có khác nhau là vì cái căng tấm của họ, nhưng nó cũng có trường hợp là người dùng trở lại cái câu trả lời cũ vì có thể rằng thích hợp, thích hợp được ứng dụng lại. Và cái điều chuyện này nó hơi mang cái tính tâm linh một chút. Tâm linh là sao? Các vị sẽ khó tin là tại sao Đức Thế Tôn có thể nhắc lại một cách chính xác cái câu trả lời trước đây cho cái đối tượng trước mặt. Tôi nhắc lại, ngài có thể ôn lại, ngài có thể nhắc lại một cách chính xác cái câu trả lời của ngài trước đây cho một cái đối tượng trước mặt. Thì cái chuyện này thì tôi với tôi thì không có gì lạ, bởi vì có lẽ do tôi sống dưới tôi trao quá nhiều năm thì như thế rất là bình thường. Nhưng mà một người không có tin á, một người mà không có niềm tin lên Phật pháp thì lấy làm lạ là tại sao có cái chuyện mà một cái câu nói, một cái câu trả lời mà được nhắc lại sau nhiều năm á, mà được nhắc lại ở một hoàn cảnh khác mà nó chính xác nguyên văn như vậy. Thì tôi chỉ thể kể cái chuyện trong 1 tỷ câu chuyện thôi, đó là có chúng tôi đã nói là một trong 1 tỷ rất là nhiều lắm. Thì có lần đó một ông vua Basenati đến ông hỏi pháp lẫn vấn đạo với tỳ kheo ni Khema. Thì khi mà ông hỏi và ông được trả lời xong thì ông có thưa với vương bà như thế này, thưa với ni sư Khema, ông nói là thật là kỳ lạ thay, thật là vi diệu, thật là hy hữu thay, khi mà giữa người đệ tử và đạo sư có thể tương đồng với nhau về cả cái tinh thần lẫn cái chữ nghĩa nói năng như vậy. Có nghĩa là cái vấn đề đó trước đây mới được ông đã đem hỏi Đức Thế Tôn và đã được người trả lời rồi. Hôm nay ông đem hỏi bà Khê Ma, ông nghĩ rằng bà sẽ tìm thấy vào một câu trả lời khác, nhưng mà đặc biệt là y chang, y chang mà nó là từng chữ một. Thì theo cái chỗ nhận thức của tôi đó thì nó có hai lý do. Thứ nhất, hôm nay trên thế giới này theo tôi hiểu, theo tôi biết thì không có một cái vị đạo sư nào mà được đệ tử họ gọi là tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối như là các bậc thánh đối với Đức Phật. Theo tôi biết thì chưa có, tức là khi ông Osho hay là ông Krishnamurti, tôi phải viết tên họ ra để cho tôi biết họ là ai. Ông Krishnamurti chẳng hạn, đây là những vị những nhà tư tưởng mà tôi rất là thích, tôi rất là quý, bản thân tôi rất là quý. Nhưng mà có một điều đó là theo tôi biết đệ tử các vị đại đông lắm, nhưng mà kêu gọi là ghi nhớ từng cái hơi thở của sư phụ đó thì cho theo tôi biết là không có. Trong nguyên các bậc thánh mà đối với Đức Phật lại khác, các vị đó tin tưởng Đức Phật hơn là tin tưởng cái sức khỏe của mình đó. Nói chuyện như vậy đó. Sức khỏe của mình, như bây giờ tôi biết tôi có hai tay hai chân, tôi biết tôi có bị tiểu đường hay không, ví dụ tôi biết chứ, tôi biết tim mạch tôi đi khám sức khỏe định kỳ mà, tôi biết rõ. Mà đằng này các vị đó tin tưởng Phật còn hơn là họ tin tưởng chính bản thân họ nữa, đặc biệt như vậy. À, bởi vì sao? Vì ở đây cái thánh trí là gì? Thánh trí là cái sự thể nhập, chính sự thể nghiệm một cái vấn đề gì đó mà ở đây giữa bậc đạo sư và đệ tử có một sự tương đồng nhất định. Không không có một cái hệ thống tín ngưỡng, không có một cái quan, không có một cái mối quan hệ nào trong bất cứ một cái đoàn thể, một cái tổ chức, một cái cộng đồng nào mà có được cái sự đồng nhất tuyệt đối như vậy giữa đạo sư và đệ tử. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thánh trí là một cái sự chứng ngộ đặc biệt. À, với một cái người mà có tối thiểu từ lúc đó có đạt được tối thiểu quả vị tu đầu quần trở lên đó, thì có thể không phải là một người thông minh, có nghĩa là học hành có thể chậm một chút, trí nhớ không phải là trác việt số 1 thiên hạ, có thể là như vậy. Tuy nhiên cái đời sống tinh thần của một bậc thánh có một cái ổn định
là không nhớ sai. Từ đâu không có nhớ sai thì không có hiểu sai về về tu học giải thoát. Cái cách hiểu đó của các vị đó giống chính xác, giống như biết rõ mình có bao nhiêu ngón tay, bao nhiêu ngón chân vậy. Các vị không hề có nghi ngờ, biết rõ mình là có cha, có mẹ, có ông nội, có bà ngoại, biết chính xác như thế nào thì một vị thánh. Mà liệu ngộ tu gì đấy duyên khởi thì các vị đó giống nhau một điểm là các vị thông thuộc cái đường đi, là thông tỏ cái đường đi nội về của các pháp một cách căn bản đó, thì không có gì nhầm lẫn. Và lời Phật được xem là bản cửu chương, được xem là cái công thức, được xem là cái nguyên tắc. Và từ đó muốn nói gì thì nói đó, thì mình mới có thể triển khai. Là cái lời của Thế Tôn được xem là lời cái chuẩn mực. Và nói một cách tâm linh nữa đó, thì các vị có thể không tin, nhưng đặc biệt những ai mà đọc thẳng vào cái bản chánh tạng tới, các vị sẽ có điểm ngạc nhiên như thế này. Cái ý nghĩa của từ ngữ Pali nó có thể nhiều lớp lắm thưa quý vị, nó có rất là nhiều lớp. Cái lớp thứ nhất ấy, là cái ngữ nghĩa thông thường của người dân Nam Việt Đà. Không biết tôi có nói nhiều lắm hay không, nói chỗ này mà cấm không cho tôi nói rộng nữa là tôi khó chịu lắm, là bởi vì tôi ghét nhất là cái đi theo đạo mà cứ suy đoán sâu rồi nó đẻ ra một cái thứ thế hệ tục tử, mình xin lỗi nha, cuồng tính nó dốt như ông thầy vậy đó. Tôi sợ cái đó, tôi rất là sợ cái đó. Cái đó này cái tâm hứng trong gốc thì tôi sợ lắm nha. Thì như là tôi muốn biết thằng pháp hay đúng, nhưng phải cho tôi một cái bối cảnh xã hội, cho một cái bối cảnh tôn giáo, rồi từ đó vì sao mà cái bài giảng đó, vì sao mà cái chuyện đó được nhắc tới nha, rồi ý nghĩa của cái đó là cái gì, chứ còn mà bên một ngàn bắt tôi cứ chăm bẩm lắm tôi có chịu. Thì cái ý nghĩa cái ngôn ngữ trong nước, rồi cái vỏ ngôn ngữ, cái vỏ ý nghĩa đó, cách mò đó là sơ sài nhất ấy, là cái ý nghĩa ngôn ngữ trước khi hạt ra đời. Thí dụ như là trước khi ngày ra đời thì cái chữ nít của tí đó, nó nghĩa là tắt đèn, tắt lửa. Nhưng mà khi mình ngày ra đời đó, thì chữ nít của tí nó còn chỉ cho nít bàn, cho cái sự viên tịch, cho cái sự đắng lặng tuyệt đối của danh sắc phiền não nha. Đó là một, cho nên cái lớp nghĩa thứ nhất là như vậy. Cái nghĩa thứ nhất là lớp nghĩa mà tôi tạm gọi là sơ sài nhất đó, là như vậy. Tức là khi mình Phật pháp chưa có thì cái nghĩa đó được hiểu theo như vậy, hiểu theo cái cách của quần chúng, tắt đèn, tắt cửa. Một đứa bé nhà quê đó cũng có sẽ sử dụng cái chữ nhất một tiếng cách lo mình quay nhưng mà với cái nghĩa cạn như vậy. Khi mình ngày ra đời thì cái chữ này nó có nghĩa là sự viên tịch thời niết bàn, đó là hai nghĩa. Cái nghĩa thứ ba nữa đó là nó đi ra từ cái cấu trúc văn phạm. Tôi ví dụ như cái chữ xăm là yên tĩnh là vắng lặng, rồi từ đó nó mới ra cái chữ samana là bình tĩnh giả hay là xa samau. Rồi từ chữ sa môn này nó mới ra cái chữ sa sa mani đó là sa di đó. Đó là cái nghĩa từ nó đi ra từ cái cấu trúc văn phạm, đấy, từ cái cấu trúc ngôn ngữ. Nhưng mà nó có một trường hợp nữa, nó không có trường hợp nữa. Thí dụ như cái chữ sam ba ra chữ para là khác, và cái chữ này cũng hay đấy nè. Cái chữ này đó nó giống như hoặc là bên kia hoặc là phía sau, chữ này giống như thứ gì lạ, cái thứ Latin, chữ para này y chang vậy đó.
nó cũng cũng có nghĩa là như vậy. Nó có một chữ Mỹ, một chữ Anh, nó có chữ paradise là thiên đường, tức là cái phương, một cái phương trời khác, một cái phương trời khác. Mà mình thấy chữ planet, chữ paradise ở trong tiếng Anh đó. Paradise là thiên đường đấy, đổi qua Bali là rất là hay, dễ nhớ vô cùng, rất là hay, rất là dễ nhớ. Cái là paradise, một cái là paradise, phương trời khác và phương trời khác, tức là một phương trời mà nó nằm ngoài cái cõi trần gian khổ lụy thống thống hối này. Đấy, thì ở đây đó, từ cái chữ para này nè, nó mới ra cái chữ sambara là sao. Sambara với cá là sao, là phía, phía sao, đời sao, chữ kiếp, kiếp sao. Rồi cái chữ này nó lại cộng với cái chữ hí tá. Hí tá là lợi, lợi ích, hay là lợi, lợi lạc. Thế thì nó thành ra là sam pa ra, cũng là sam, có chỗ là sam pa ra, sam pa ra gì cả. Nó có hai nghĩa, một là khi mình gặp cái chữ này mình hiểu là nó có cộng, sự dấu nó từ cộng với tác, thì nó cũng diễn biến như xong tạ ra gì cả, lạ lùng như vậy. Đây, trong cái linh này chắc chắn có những người biết chữ Bali rất là ngạc nhiên, là chúng tôi dựa vào đâu mà ra một cái chữ cộng lạ lùng như vậy, tức là cộng cho đã xong rồi nó trở lại thành dạng nguyên vẹn như vậy, đúng không? Có đâu xa hết đó. Chính là chú giải của cái phẩm, chú giải của cái phẩm có kệ này nè, cái trong cái phẩm sẽ đọc, tôi không nhớ bài nào, tôi mới đọc ngày hôm qua, thôi, tức là trong lòng vòng đó, tôi nhớ nó rõ là trong lòng vòng mấy cái bài kinh mà mình sắp học á, nha, lòng vòng mấy cái mình sắp học á, thì nó có cái phần đó, nó có được, nhưng mà cái đó nó rất là hay, có nghĩa là sao, là tại sao có cách nghĩa kỳ lạ như vậy, và nó để giải thích chỉ một đứa cái đó, xem ra như cái, có nghĩa là lợi ích đời sau. Cái nghĩa là thiện là gì? Thiện là cái việc làm nào không có hại người, không có hại mình, rồi gì nữa, nó phải hội đủ nhiều khía cạnh, không hại mình, không hại người, đem lại lợi ích đời này và đời sau. Thì cái chữ lợi ích đời sau ở đây nó có chỗ mà để là sambara với cách khác, nhưng mà có chỗ no, ở đây cái tra không có ra cái chữ này đâu, cái này đâu chú giải nha. Nhưng mà có chỗ thì họ lại thêm, họ chỉ để tóm tắt là sambara với căn thôi, sambara với căn. Thì tôi thấy làm lạ, tôi muốn thấy một chú giải để gì vậy, đó là cộng với hí tá rồi thì nó vẫn diễn nhiên là sambara với căn. Thì cái nghĩa này là nghĩa thứ ba trong chữ Pali. Cái nghĩa thứ ba có nghĩa là có trường hợp phải hiểu, phải hiểu như vậy đó, hiểu như vậy, tức là thương cái đó là đời sau đây. Thì tôi nghĩ là nhìn nói là khi nói lễ đề sự, khi nói sambara với cá ở đây thì phải hiểu nhầm là có cộng thưởng chữ hí tá đằng sau. Không biết tôi nói có bị nghe kịp không? Khi thấy sambara với cá như vậy đó, phải hiểu rằng hiểu nhầm là ở đây có chữ hí tá đằng sau. Thì trong ngôn ngữ khác tôi biết sao, nhưng mà riêng chữ Bali có đặc biệt đó, tức là nó có đặc biệt ở chỗ là phải căn cứ vào văn bản để hiểu thêm như vậy. Người ta hiểu cái căn cứ vào văn bản, thí dụ như chữ Bút Thá là Phật. Đấy, chữ Bút Thá, Bút Thá là Phật. Mình cứ nhìn như Bút Thá là Đức Phật, nhưng mà không.
Có chỗ của bức thái này là chỉ cho bốn tầng thánh từ sơ quả trở lên chết chưa. Vì sao? Là vì cái chữ bức thái lúc này phải hiểu như thế này này, là chấp, là chấp ta ri a ri ya sa cha ni bu cha ti ti bu tho. Cái người mà hiểu được bốn đế thì được gọi là Phật. Là chưa kể còn cái vụ này nó mới mập nè. Cái lì sát nít đà bút chát tì tí bút thô, có nghĩa là cái người thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, thức dậy từ cái giấc ngủ phiền não, tỉnh dậy từ cái giấc ngủ phiền não được gọi là Phật. Đấy, được gọi là Phật. Và ở đây tôi cũng xin nói rõ luôn là trong Bali đó, cái chữ Kili sát có hai cách viết nha. Nó có hai cách viết chứ không tụi bà con tưởng tôi viết lộn nha. Thì hai chữ này nó đều là xem, giống như cái sine nó giống với là sneha, là tham, thoải mái, hay là cái sự màu mỡ trong đất. Đấy, cái đây là cái chữ bắt buộc buộc phải biết. Hoặc là con cọp, con cọp thì có chỗ để là giác khác, hay là giác khác cũng y chang. Còn con cọp nha, phải biết cái đó. Thì thấy mình nói giống như lạc đề vậy đó, nhưng mà những cái này là những cái toàn là những cái kiến thức trong Phật học thôi, chứ nó không phải là cái chuyện mà rùa đu bên ngoài. Nhưng mà những vị mà cái kiểu mà gì mà già quá là vô nghe pháp để mà chạy chết đó, ha, thì nghe mới thấy không cần. Mà nếu mà tuổi trẻ mà có cái lòng cầu học đó thì nó dễ, nó quý lắm chứ. Nhưng mà nhỏ mà tôi 15, 18 tuổi mình học tôi đi tôi mừng chết đó. Mà xưa thì những cái điều kiện xưa đó có internet bây giờ đó, nó đại khái như vậy đó. Tức là trong một buổi học mình ngoài cái chuyện ngày đó mình học những chuyện khác nữa đó. Thì khi mà cái chuyện bút thô mà hiểu cho khai cái nghĩa này nè, thì không còn chỉ riêng cho Đức Thế Tôn nữa nha. Đó, biết có nghe kẹo kẹo không? Khi mà cái chuyện bút thô mà mình nghĩa là cái kiểu mà mình chấp cái Ariya Sacca nó cứ chấp đi cái bút thô, cái người hiểu được bốn đế đó là được gọi là bậc giác giả hay là Phật. Nhà thì bậc tu Đà Hoàn rõ ràng là đúng rồi, vì nó hiểu được bốn đế. Không hiểu được bốn đế làm sao mà diệt trừ được ba cái phiền não kia. Và thứ hai, cái ly sắc bút chát ti ti bút thô, có nghĩa là cái người tỉnh dậy từ cái giấc ngủ phiền não, đúng, thì tu Đà Hoàn chưa có được như vị A La Hán, đúng. Tuy nhiên nếu mà không có tỉnh thì làm sao bỏ được thân kiến hoài nghi? Và tôi đã nói 1200 lần đó là đừng có xem thường cái vị tu Đà Hoàn. Tử là vị này đó là giống như là em tốt ở trong bốn tầng thấm, không phải đâu, không phải đơn giản đâu. Đúng là cái vị tầng thấm tu Đà Hoàn là thấp nhất, đúng. Chuyện mà vị này làm rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng, mà thậm chí cái gì vị này làm theo tôi là quan trọng nhất cái này. Vì sao? Là vì vị này đã chấm dứt được thân kiến. Trong kinh kể là ba thứ và gì với anh thủ, nhưng tôi chỉ lấy một cái thôi, đó là thân kiến. Vị này không còn thân kiến nữa, cho nên vị này không còn cái khả năng sanh tử luân hồi nữa. Cái chuyện là năm kiếp bảy kiếp đó là cái trớn rồi, chỉ sẽ chạy 500.000 tỷ cây số rồi, mấy trăm ngàn tỷ cây số. Bây giờ khi mà nó thắng lại đó, cái bánh nó lăn cái mấy tua mà quý vị cũng ráng mà kể đó, thì tôi nghĩ mấy quý vị có bị pháp làm gì hay không. Cái thật ra nó lăn cái mấy tua đó mà kể là cái gì ha, kể là cái gì đó. Nó đã chạy mấy trăm ngàn tỷ cây số rồi ha, mà bây giờ nó chỉ còn là có mấy tua thôi, tức là khoảng 1-2 mét thôi, 7 tấc, còn có 7 tấc thôi.
quan trọng lắm, tức là vị này không còn khả năng nữa, không còn khả năng sanh tử, nhưng bây giờ có muốn cách mấy đi nữa cũng không còn. Thậm chí vị Bồ Tát Quan Thế Âm nhìn về cái Phật quả đó, trọn lòng kính tin, đúng, trọn niềm kính tin, đúng. Nhưng mà phải định trong một cái chỗ riêng tư, mình phải nói nhỏ cho nhau nghe. Đó là tuy vị Bồ Tát Quan Thế Âm nhìn về Phật trí, nhìn về cái Phật quả của Đức Bổn Sư thì trọn niềm kính tin, tuy nhiên vị này đã lẫm sinh sống cái chuyện luân hồi rồi, thưa quý vị nghe. Cái tâm trạng của vị Bồ Tát Quan Thế Âm đối với cái chuyện luân hồi mà để được cái này cái kia đó, nó giống hệt như là một cái ông cụ mà thấy con cháu nó đang đi học trường y vậy đó, mà giống như một ông bác sĩ về hưu mà gặp con cháu đi học trường y, nó gần giống như vậy. Ở đây gần giống như ví dụ này, tôi dùng không chính xác lắm nha, mà tôi chỉ ví dụ như là biết cái chuyện đó là cay, nhưng mà ngẫm cái chuyện mà bây giờ phải ăn mì gói rồi tắm bằng cái nhà tắm Rindo, xài cái lò xô bếp dầu, rồi thôi chen chút nhau trong một cái ký túc xá mà coi như là chuột rồi dán rồi mũi, rồi bị mất trộm, bị cậy cửa, bị lát, bị ghẻ, rồi tiếng ồn, rồi cái sức nóng của ma tôm mùa hè, rồi ẩm ướt mùa mưa, rồi xe đạp thì sơn bể bánh không có tiền giá, rồi vân vân và vân vân. Thì vị này nghĩ cái cảnh mà sinh viên như vậy đó hả, thì phải nói là nó lắm trên sống lắm, lắm lắm. Thì cũng biết là cái đám này này, cái thằng này mặt mũi nó sáng sủa nè, thì thế nào nó móng nó cũng lấy được cái bằng bác sĩ nha, rồi cái mặt gì chắc thế nào cũng lấy được vợ giàu ha, mình lấy vợ giàu rồi có khả năng đi nước ngoài ha, rồi sau này thì về nước mình mở phòng ngập, mình mở bệnh viện tư, tương lai vô cùng sáng lạn ha. Thì ông già nó cũng nhìn cũng biết, không biết cái này ông mưu gì cũng biết, nhưng mà ông lạnh sinh sống không, mà nếu mà ông đã 95 tuổi thì ông mới lạnh sinh sống, mà nó nổi dai mà nó coi như lên da gà, da vịt, da nhộng, cái gì nó lên hết, mà hết lắm. À, thì cái vị Bồ Tát Quan cũng vậy, biết rõ rằng đó, cái chúng sinh này là nếu mà bây vô cái đại nguyện chánh đẳng giác thì maybe có thể thành tựu như ý, nhưng mà thấy mình ngồi ớn lắm, mình chưa có ớn bằng các ngài đâu. Bởi vì có một chuyện mà tôi nghĩ rằng có câu nói là phải khoảng 50 năm nữa thì mây ra, nếu quý vị còn sống quý vị sẽ thấm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói là tôi tu hành cao siêu đắc đạo, không dám nói, mà bởi vì tôi là một người có điều kiện đó, tôi có điều kiện, tôi thấy được trước cái gì thôi. Đó là tất cả những gì mình thích thú trong cuộc đời này nó hoàn toàn nghĩa là hoàn cảnh này gì? Tôi đã nói 350.000 tỷ lần, biết có bị hùng nhớ không? Nó do ba thứ nó tác động cho nên chúng ta thích cái này cái kia. Một là tiền nghiệp, đôi khi tôi xài cái chữ túc duyên đó, túc duyên. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý, đây cái này bắt buộc phải học thuộc lòng, khuynh hướng tâm lý nhiều đời. Và cái thứ ba là cái hoàn cảnh sống hiện tại. Ba cái này rất là quan trọng. Cái tốt nghiệp là gì, cái tiền nghiệp là gì, là do ngày trước cái nghiệp cũ nghiệp xưa của tôi đấy, nó đẩy cái tôi vào cái đời sống của người châu Phi. Mà tôi nói cái gì đừng có buồn nha, chứ tôi đã tiếp xúc Phật tử, tôi thấy một chuyện vô cùng đáng thương và cũng phải nói là đáng tiếc, đáng thương nhưng mà cũng đáng là họ đang rảnh rang thế này, có vợ có chồng rồi sanh thì cả đời cứ trước hết là coi như là đầu tắt mặt tối một nắng hai sương, giàu thì coi sao, thì coi như là cái kiến thức của nhân loại một dân là kiến thức Phật học gọi là cuối cùng rồi, thì họ ra đi mà ra đi một cách ngậm ngùi là thế nào, nuôi con cho lớn chỉ cần 15-17 tuổi thôi, nó có bồ, nó có bạn trai bạn gái, là mình là coi như chỉ là cái chỗ rút tiền thôi nha, mình chỉ là cái máy ATM của nó thôi nha, mà không phải tìm một cư sĩ mà hiểu được cái này không phải dễ.
cũng nhân văn rồi, từ hỏi kệ vậy vui vui kệ của mình mà mình ráng mình lo, nói giống như mình họ là thánh không phải, tôi biết không có phải, tôi già rồi mình có gạt tôi. Quý vị mê, quý vị cũng có một cái mê là cho đó là con của mình, quý vị khoái lắm nha. Chứ còn đừng có ngồi mà gạt tôi, tại vì trách nhiệm mình đẻ ra mình phải lo. Họ cách họ nói giống như là tôi đầu quên vậy đó, mà họ tưởng họ đâu có chuyện như con heo con chó gì, mà không nghĩ đó là con người mà mới gạt như vậy. Tôi biết mà, tôi biết họ mê mấy gì lắm. Chính từ cái này cho nên sắp vốn làm đâu, chỉ trừ cái kiến thức mà mình có sẵn trong cái thời gian đi học cái trường lớp thì may ra, chứ còn về không có trau dồi nữa. Tại sao tôi làm một cách như vậy là bởi vì tôi đang nói mình diễn rất là bình thường, đó là trong số người Việt Nam mà tôi biết không có mấy kẻ mà biết nhiều về đời sống ở châu Phi. Đã chỉ vì câu này mà tôi phan một trăm người như vậy. Châu Phi đó trời ơi, tôi có khổ. Châu Phi mà những cái vùng mình như là Trung Phi, Bắc Phi nó khổ đến cái mức mà các vị có thể tưởng tượng. Tôi nói là nó hơi nặng nha. Làm con chó ở Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tôi nhắc lại, làm con chó, con bò mà ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, còn sướng hơn là làm con người ở nhiều nơi bên Châu Phi. Mà tôi nhấn mạnh nhiều lần, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là Trung Quốc. Thấy vậy đó mà nhiều khi mình làm con chó ở hai cái nước này nè, mà nó còn sướng hơn làm con người ở một số vùng bên Châu Phi nữa. Coi như nó là cái bị nhìn thấy, nó là coi như cái bị đánh cái chữ bây giờ các bạn không biết tiếng Anh thì đánh cái chữ tiếng Việt đi, các bạn cứ để cái chữ Châu Phi đói, lấy cái từ khóa là Châu Phi đói cũng được, để là Châu Phi đói thì các bạn sẽ thấy những hình ảnh mà tôi nói kinh hoa. Có nghĩa là một đứa bé mà trong người đó mình nhìn vô mình chỉ thấy có cái đầu đó thôi, còn cái mình nó giống như con mũi vậy đó. Đó. Rồi thứ hai đó mình nhìn vô con mắt đó, mình chỉ thấy được con, nhìn những cái đầu đó mình chỉ thấy được con mắt thôi. Chứ còn ngoài đó nó thối thui, nó đen mịt. Đấy. Thì khi mà nó sanh vô luôn cái bối cảnh như vậy đó, ăn còn không có, nói gì là học hành, thì nó sẽ có những cái thích rất là kỳ. Cái tưởng tượng của mình nó từ nhỏ nó bò trong đất, nó đã lên lụm cái con cào cào bỏ bị nó ngay sống rồi. Nó bò gặp con gián mà đâu có biết, nó đâu có biết con gián là dơ như mình, nó lụm nó bỏ miệng nó nhai luôn. Là bởi vì bất cứ cái gì mà di động nhúc nhích mà bỏ vào miệng được, nó bỏ thì nó đói từ hồi nhỏ, nó đói từ trong giấc ngủ, nó đói từ trong giấc ngủ. Đấy. Cho nên cái thích của nó là gì, các bạn cứ nhìn thấy những cái bộ, những cái thước phim hoặc là những cái bức ảnh mà người ta chụp là nguyên một đám thanh niên trần trụi không áo quần gì hết. Rồi vừa tuổi một con heo rừng hay là một con nai, mỗi đứa cầm một cục đá hoặc cầm một khúc cây vậy thôi. Mình nhìn hình ảnh thấy dễ sợ. Mà tôi muốn nói cái gì, tức là thứ nhất là do cái tốt duyên và cái tiền nghiệp đời trước nó đẩy cho đời này xanh vô cái xứ đó, xứ Châu Phi. Rồi bây giờ tôi nói là cái thứ ba, cái số hai mình nói riêng. Thứ nhất đó là do cái nghiệp nó đẩy tôi về ở cái xứ nghèo Châu Phi như vậy đó. Rồi cái số ba là hoàn cảnh sống hiện tại. Khi mà tôi sống trong hoàn cảnh như vậy thì tôi hỏi các vị tôi thích cái gì? Trong đầu tôi chỉ có một chữ ăn thôi. Trong đầu tôi chỉ có một chữ ăn thôi. Hồi bé thì tôi nhìn con gián, con thằng lằn, con rắn mối, thì tôi nhìn nó thì tôi đã muốn nói cái miệng rồi. Tôi lớn lên rồi tôi gặp con heo rừng, con nai, con thỏ và nó chạy trên rừng ấy, là tôi nhìn là tôi đã muốn ăn thịt rồi. Cả đời tôi chỉ biết cái bao nhiêu lắm thôi. Nha. Yeah. Rồi bây giờ cái phương hướng tâm lý nhiều đời là sao? Có nghĩa là các vị đồng ý, phải đồng ý, bắt buộc phải đồng ý, chứ không thể nào mà phủ nhận được. Là tuyệt đại đa số chúng sinh, almost chúng sinh, 99,9% chúng sinh đều có muốn bất thiện nhiều hơn là thiện. Vì sao? Vì đó là cái sức hút của luân hồi. Bởi mình biết mình thiện thì mình thiện mình nhiều, mình đã có cơ hội mình thành thánh rồi nha. Do cái sức hút của dòng luân hồi mình phải chọn cái bất thiện. Vì sao? Vì cái bất thiện nó dễ là bởi vì nó gần với cái căn cơ của mình hơn. Cho nên quan hướng tâm lý chúng sanh là gì? Là trốn khổ mà sợ khổ mà tìm vui, tham sống sợ chết, thích dễ sợ khó. Mấy cái này nè, nhiều đời nó ăn vô cái trong ốc trung tủy của mình rồi nha. Ăn ốc trung tủy, tham sống sợ chết nè, rồi trốn khổ tìm vui nè, thích dễ sợ khó nè, thích lắm nặng tìm nhẹ nè. Đấy là những cái hướng tâm lý mà từ bao đời kiếp mình đã ăn xấu vào trong tâm khảm của mình. Đấy, cho nên hôm nay mình đã do nghiệp xưa mình về Châu Phi, rồi sao nữa,
Trước mắt là cái bối cảnh sống ở tại châu Phi, hai cái này nó cộng lại, rồi nó cộng lên cái thứ ba đó là cái khuynh hướng gì đời của mình là trốn khổ tìm vui, gánh nặng tìm nhẹ, tham sống sợ chết, rồi đi sao nữa, nó mới dẫn đến cái chuyện đó là ai mà lại rủ mình vui đi nghe pháp đi, đi tu tu niệm xứ đi, thì hỏi có bị trong cái bối cảnh đó đó đói lo lý ha, mà cộng với tất cả những cái thói xấu nhiều kiếp nữa, cộng với cái hoàn cảnh sống khắc nghiệt khốc liệt của hiện tại nữa, thì các vị nghe nói để chỉ một tí niệm xứ, các vị nghĩ các vị có thời gian không? Tuyệt đối là không. Hồi nãy giờ tôi đánh một cái vòng lớn, một cái vòng rộng để tôi quay lại cái chuyện này. Đấy. Cho nên chính từ chỗ này này, cái thích của nhiều người dân châu Phi là cái gì? Chỉ một chữ ăn. Rồi mình coi thường họ, mình nói nó tầm thường quá, tôi là như họ, tôi có như vậy, tôi là nghèo cho sạch rất cho thơm, giấy rất phải giữ lấy lề, rồi tôi là người có nhân cách, tôi có tự trọng, tôi mặt mũi, tôi thế này cha mẹ dạy tôi có nền giáo dục cho con, con xin lỗi nói đừng có buồn thôi, đừng có nổ nha. Tới lúc mà người ta bụng đói đầu gối phải bò, mấy ông trung ai nghe đâu đó, bụng đói thì đầu gối phải bò. Biết bao nhiêu sĩ quan tướng đa từ Việt Nam Cộng Hòa hả, đi đứng rồi kẻ hồng người hạ hét ra lửa, đi đâu cũng tiền hoa hậu ủng, đùng một cái đổi đời sau 30 tháng 4 bị bên kia đẩy vô trong tù. Các vị có biết một chuyện động trời chỉ vì một cục đường tán thôi, chỉ vì một miếng thuốc thôi, chỉ vì một hơi thuốc lào thôi, thì những tướng tá sĩ quan võ bị Đà Lạt nhé, võ bị Đà Lạt mà gọi là niềm mơ ước một thời của các thiếu nữ miền Nam trước 75 hả, rồi những thiếu quý thiếu tá phi công hả, không quân hả, rồi nhảy dù biệt động quân biệt kích anh hùng mũ đỏ mũ đen từ lưu học chưa hả, vô trong đó rồi thì sao, cái thành công nhất của cán bộ quản giáo là làm cho mình nhục chí một cách cho mày đói trào mà đâu. Và một trong những kinh nghiệm khốc liệt nhất của cái chế độ cải tạo là gì, là để là thay cho mình đói mình chết rồi không, mà họ cho mình ăn ăn rất là ít, thì chính cái ăn rất ít nó trở thành ra là cái bữa ăn khai vị thôi, đó bữa ăn chánh rất lớn nó thành ra là khai vị, mà chính vì cái khai vị nó kích thích cái cân đói kinh hoàng lắm. Mà tại sao tôi biết những điều này là tôi đọc những cái hồi ký của những cái vị sĩ quan cái đồng hòa đi cải tạo, không nói nó vô trong đó rồi thì nhân cách nhân kiết sĩ diện sĩ yết thì không còn nữa, không còn nữa nha. Rồi những nó là từ tù xã hội tù hình sự, tức là những đại ca đại bàng ngoài đời đó, mà vô trong tù rồi ngoài đời là có những ngẩng mặt mà đi nha, vô trong tù rồi đó. Mỗi người chỉ được mắm chiếu nhỏ xíu chặt chội đói kém, có những người mùa đông tháng giá không có ai thăm nuôi hả, thì lúc đó bao nhiêu thứ nhân cách nhân phẩm tự ái tự trọng thả trôi tôi dùng nữa. Tại sao hồi nãy giờ tôi nói sâu nói xa nói rộng chỗ này là tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị một chuyện thế này, là cái hoàn cảnh sống nó cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến cái tâm tư tình cảm của chúng ta. Chúng ta đừng có nổ, chúng ta đừng có sợ, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là bẩm ba, mình là thế này thế khác nhé. Hãy nhớ một chuyện đó là khi mà gặp cái hoàn cảnh mà xấu rồi nó đẩy đưa mình vào ở trong cái ngõ cụt rồi đó, thì coi như là anh hùng thất vọng rồi lên rừng đốt than là chỗ đó đó. Cho nên cái câu này, cái câu chuyện nãy giờ tôi nói nó còn mở ra một cái vấn đề khác nữa, đó là thứ nhất đừng nghĩ rằng những gì mình có là tối, mình đổi đời một chút thôi tất cả là zero. Điều thứ hai, tất cả những gì chúng ta thương thích trong cuộc đời này nó có biến tỷ rất là tương đối, là vì hoàn cảnh nó đẩy đưa, hễ mình ở hoàn cảnh đó tự nhiên mình ghét cái đó và phải thích cái đó, nó có chuyện không có gì lạ hết nha. Ví dụ người Việt Nam mà nghe nói đến là nhạc nhẹ nè, hoa hồng nè, rồi ánh nến nè, một bữa ăn mà có ba cái này nghe nó lạ lùng lắm. Không phải là mình chúng tôi không nói đến chuyện nghèo giàu dở dở, nhưng vì cái bối cảnh xã hội mình nó không có hợp với cái đó. Thậm chí đối với bối cảnh xã hội mình, một cái bánh sinh nhật đối với một số những người ở những tầng lớp bình dân của Việt Nam, cái bánh sinh nhật là một chuyện buồn cười, nhưng mà quá xa xỉ thì rồi còn happy birthday cái gì nó chuyện bào lao. Năm nay tôi đã 46 tuổi mà các vị biết đó là tới được người ta nói ở nước ngoài thật ra phải chuyện sinh nhật do cái điều kiện sống, cái đó tôi cái bánh sinh nhật nó là một cái chuyện rất là vui buồn, mà do cái điều kiện sống thôi. Có những người năm tính là sinh nhật mà không có quà không có thiệp thì họ khó chịu vô cùng, nhưng mà có những người thì
thì chính mình nên. Rồi cho nên có những cái mà Việt Nam thì nó rất là xa lạ, nhưng đối với nước ngoài thì nó rất là bình thường. Nhưng có những gì ở nước ngoài nó rất là xa lạ, nhưng đối với mình thì chỉ rất là bình thường. Đấy, cho nên nó là vì hoàn cảnh sống thôi. Rồi nãy giờ tôi đánh một vòng mênh mông, bây giờ tôi mới quay lại kinh này. Mình nói cái gì nói điển hình được, nó ra ngoài một phát là được rồi. Bây giờ thì chúng ta học tới cái chỗ cái bài kinh già đã xong, bài không già đã xong, bây giờ tới bài kinh bạn nha. Bài kinh bạn, bài kinh bạn. Tôi cứ băn khoăn hoài ở chỗ là mình chọn kinh để mình học hay là mình cứ thứ lớp từng bài mà đi tới. Các vị, sao có ai nghe vậy? Em có nghe tôi nói gì không? Sao mà ra gì? Chắc gom lại, mà tôi cũng có cái nghĩ đó, thì chắc cũng gom lại đi, chắc gom lại. Thì là dĩ nhiên rồi, hãy cái nào mà nó trùng với nhau thì tôi đâu có mà dạy gì, tôi chắc tôi nhắc lại nha. Nhưng mà nó có những cái bài đó, hay những cái loạt bài sắp tới là tôi giảng nó hơi nản, là bởi vì những bài này nếu mà mình không có chịu tán ra đó, thì nó là nội dung rất là bình thường. Mà tôi thích những cái bài kinh mà vừa có rồi là đã thấy cái nội dung nó trùng trùng rồi. Tôi thích là tôi giảng gì rồi mà tôi lường giảng ít, và con vẫn có thể nhìn thấy là những cái vấn đề rất là hay. Những cái bài kinh nếu mình không chịu tán ra thì nó cũng rất là đại khái nha. Rất là đại khái. Thì cái bài kinh này nè, bạn ở nhà làm ai, là bạn đi đường, ai là bạn ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau. Thì ở trong kinh em mới giải thích thế này, cái câu này nó nếu dịch nó từ ngôn ngữ mình bây giờ đó là ở ngoài đường á là ai là bạn, mà về nhà là bạn. Giống như Việt Nam mình có một câu là ra đường hỏi người già, ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Các bà con có nghe câu đó không? Việt Nam có câu đó, ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ, nghĩa là mình đi, khi mình đi ra ngoài đời, đi ra ngoài xã hội á, ra đời, ra ngoài xã hội thì hãy chú ý lắng nghe những người lớn tuổi, những người có kinh nghiệm, những người đã từng trải. Nhưng mà về nhà hỏi trẻ như thế này sao, thì cũng nít nó hồn nhiên, nó thơ ngây lắm, nó không biết gì hết. Cho nên đi đâu về mà hỏi nó thì nó nói hết rồi, nó hỏi thì nó nói hết. Nó nói giấu thôi, mình lớn thì nghĩ tới mình biết là nói cái đó mình nói chuyện ra ba sẽ giận nè, má sẽ buồn nè, bà nội sẽ la nè, ông nội sẽ mắng nè, hoặc là để một lúc nào đó mình nói cho nó luyện giận nó hay, nói giờ nó hơi sớm nha, nó hay nó, cái hiệu quả nó sẽ khác đi, nó thậm chí là nó bị phản tác dụng nữa. Mình còn đắn đo suy nghĩ lựa chọn ha, còn không biết thì không, cứ về hỏi nó thì cứ nó nói y chang như vậy đó. Nó nói y chang như vậy, cho nên nó là ra đường hỏi già mà về nhà hỏi trẻ. Rồi gọi là lạc đường nắm đuôi chó mà lạc ngõ nắm đuôi trâu, có nghĩa là sao? Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu, lạc đường lạc ngõ giống nhau à, và con chó con trâu thì ở trong trường hợp này nó cũng là một, có nghĩa là sao? Là con chó nó đi đâu nữa, nó cứ đi thỉnh thoảng nó dở chừng hay là đường nó dở cái chừng nó lên, thì cái cách mà nó dở chừng đó là cái cách nó đánh dấu đường đó để lát nó về nha. Rồi còn con trâu thì khỏi nói rồi, con trâu thì coi như là nó bẩm sinh cái đó, nó đâu có đi đâu, nó ngu như trâu mà, nó đâu cần giao tế xã hội, rồi nó đầu tư kiến thức gì không hề có gì đó, nó cứ là sống là bản năng, nó đi cái đường đi lối về của nó được cánh đồng mênh mông, không có cần ranh giới, chính vì nó nhớ hết, là vì bẩm sinh cái bản năng tự nhiên của nó là như vậy. Lạc đường lắm nóng đuôi chó là nó đâu, hoặc là trời mưa thì tránh trắng mà trời nắng thì tránh đen, đó là những kinh nghiệm. Trời mưa tránh trắng là sao? Có nghĩa là sao cái đêm mưa mình đi trong đường đất á,
nhà quê đó, bạn thấy cái chỗ đồng cái đó trắng trắng là biết đó là cái vũng nước, trời mưa trắng trắng mà trời nắng trắng đen, nghĩa là trên con đường đất mà trời nắng khô ráo ha, mình thấy chỗ nào đen đen đó thì coi chừng cái chỗ đó là cái dũng sinh, hoặc là cái chỗ đó là con rắn hay cái con gì, hoặc là một cái dị vật trên đường nha. Cho nên là đó là những kinh nghiệm. Ở đây chính trị cái câu hỏi này là trên đường đi thì ai là bạn, mà ở nhà thì ai là bạn, khi hữu sự thì ai là bạn, và nếu có đời sau kiếp khác thì cái gì là bạn của mình. Thì trong kinh nó giải thích thế này. Cái chánh 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 này, cảm ơn rất là nhiều nha. Sắp thua có sắp thua mất tiền, cái chữ sắp thua ở đây đó nó có một tỷ nghĩa nha, cái một tỷ nghĩa. Cái chữ sắp thua hay là sắp tha đó có nhiều nghĩa lắm. Cái nghĩa thứ nhất á, nó là ông thầy dạy thầy dạy, nhưng đó là bậc đạo sư đó. Thì cũng xài chữ sắp thô ta sắp thú, thầy dạy học gọi là thầy. Mà chữ sắp tha đây cũng có nghĩa là tu gai nha, tu gai, tu gai trong một một cái cuộc đi nào đó, một cuộc tour hay là một journey. Tại sao tôi không dùng tiếng Việt là bởi vì chỗ này hai chữ này nghĩa nó rộng hơn. À, tôi ra được một cái tour hay là một cái journey trong một cái cuộc đi, trong một cái cuộc đi, một cái hành trình nào đó. Ví dụ như đi du lịch thì cũng có tour guide, nhưng mà trong trường hợp như ngày xưa nó có những cái khu chuyến đi mà coi như trên biển dài ngày, dài là nhiều chứ không phải là dài là vài, mà là dài ngày nhiều ngày ấy, thì cũng phải có người dẫn đường. Rồi trên sa mạc, rồi những chuyến đi qua rừng sâu núi thẳm à, thì coi như bắt buộc phải có người hướng dẫn, thì cái người nó được gọi là sắp thác nha, sắp thác. Cho nên ở đây đó thì hỏi bạn trên đường mình đi thì ai là bạn, thì nó chính là cái người đó đó à, là đang ở trong bối cảnh ngày xưa. Bây giờ mình có cái GPS, có cái navigator, rồi mình có điện thoại, rồi mình có đường xá internet, mình có tùm lum tà la, cho nên mình đi đường mình lạc cũng không sao. Bây giờ mình chỉ cần có tiền trong nhà băng, và có tiền mặt trong túi là mình đeo cái ba lô, mình xách ba lô lên và chi và đi. Cứ bây giờ nhìn như vậy như ngày xưa cũng phải như vậy đâu nha, ngày xưa không phải như vậy, ngày xưa không có chuyện mà xách ba lô lên và đi đâu. Ngày xưa mình kiểu là tôi chết nha, ngày xưa đó là có nhiều khi mù quãng đường nghỉ vài trăm cây số mà mẹ chết mà mình về không kiểm nổi được. Là vì sao? Là vì cách trở non sông cầu đường khó khăn ghê gớm. Ngày xưa chỉ vài trăm cây số, thì ngày xưa mà có người nhà mình có chuyện ở Nai mà cách đây 100-200 năm đã về trước, là trên rừng là cọp, mà dưới nước là cá sấu, rồi chưa kể là cường hào thảo khấu hải cái gì đó, cái gì cướp cướp rừng rồi cướp biển, cướp rừng cướp biển thảo khấu, sơn tặc thảo khấu dễ sợ lắm. Là cho nên ngày xưa, cho nên cái tôi muốn nhắc các vị là cái trong trong kinh mình á, trong kinh trong kệ mà nó còn một cái hình thức, nó còn một cái hình thức giống giống như y hệt, chứ không giống mà y hệt những cái câu mà kiếm như cái hình thức mà cai dao ở Việt Nam thì nó mấy cái câu rao đầu tiên á, nó không có tới đâu, không có gì hết. Nó không có cái gì ghê hết, giống như là đèn nào cao bằng đèn châu đốc, gốc nào cao bằng gốc tam giang gì đó, đại khái như vậy ha. Tôi quên mất rồi, mà đại khái một ngày câu rao mà gió đưa mùa chú sao hè, hoặc là thiên nhiên quen chậu, ví dụ như vậy, nó bắt cho cái thằng xa cái câu như vậy, cai dao tôi cứ Việt Nam. Hoặc là ngó lên sở thượng thiên buồn, câu đó chưa có nói thành cái câu sao nó hay. Muốn trăm tội rẻ mà ngặt đường xa xôi, hoặc là đường dài người chạy việc công, người thương có nghĩa thì trăm năm cũng về. Hoặc là nhiều lắm, trong cái giai Việt Nam có rất nhiều câu, phần đầu là phần thật rao thôi, nhiều phần nào phần đầu là phần rao, cái câu sau nó là cái câu chánh nha, câu sau phải câu chánh. Thì đây cũng vậy, mấy câu đầu mấy câu rao thôi. Trên đường đi đó thì cái người dẫn đường là bạn, mà khi mình về, nhưng mà ở trong nhà của mình đó, thì mẹ đó chính là bạn của mình, bởi vì mẹ là cái người chăm sóc cho mình về mọi mặt,
nhà bạn nhà mẹ cũng là cái người lắng nghe những buồn vui, những trang trải đau thức cho mình, mẹ là tất cả. Mà dĩ nhiên là đây đang nói đến phần đông phần lớn mà thôi, chứ có nhiều người tôi biết là họ vẫn gần gũi với cha hơn, và có người là gần gũi với anh hơn, với chị hơn, và có lọt là với họp một đứa em trong nhà, và có nhiều gia đình đó thì có mình chỉ họp với bạn duy của mình thôi. Chị Út có cái gì từ thời còn nhỏ rồi đến lúc lớn có gia đình, có vợ có con có chồng, buồn vui chạy về kiếm cô Út thôi nha. Hoặc có những người họp với ông anh rể của mình thôi. Nhưng sư cậu của tôi thì sư đặc biệt sư họp với ông cụ của tôi, tức là ông thân sinh của tôi, tức là sư cậu nói rằng trong tình thân á, thì là ông ngoại hoặc là chị ruột là mẹ của tôi. Nhưng mà ngày xưa khi ông cụ tôi còn á, thì buồn vui gì đó thì ông thì sư cậu rất là thích tìm với ông thân sinh đó, ông bố của tôi hơn. Lạ lùng như vậy đó là cái duyên. Cho mình khó nói, ở đây chỉ nói phần đông mà thôi. Đó là ở nhà thì mẹ là bạn, rồi còn khi hữu sự đó đến đây để coi đến đây cái chú dạy nằm ở đầu, chú dạy nằm ở đầu. Rồi chỉ cái này hơi khó dịch lắm nha, nên mẹ mới giải thích tại sao mà mẹ lại là bạn, là bởi vì tất tha rubi ruye cha ti, những khi mình bị bệnh hoạn này nọ đó thì bút tóc pharia là vô chữ quýt thành tí, vợ con và những cái người thân thích khác có thể hận nhớ. Nhưng mà ma ta tẩm nát xuất châm hí tránh đến năng của dân ma nhập tí. Nhưng mà riêng mẹ của mình khi mà mình bị bệnh nặng, mình đổ lúc mình nằm dơ bẩn tiêu tiểu tại chỗ đó, thì ác xuất châm hí dầu là nó bất tỉnh, nó dơ bẩn cảnh đó, thì tránh đến năng của dân ma nhập tí, mẹ vẫn xem nó là chuyện bình thường, thậm chí vẫn coi nó là còn thơm còn quý nữa. Cho nên đó là lý do mà phát ma sa khi kari mình tăng, cho nên đó là lý do tại sao nó mẹ là bạn là vậy đó. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là sa yo ap ta ja ta sa ti ap tam na ki cha sa yo tăng cái chân quá thì nó ta ti so ki che so ja ai na ta vi nó sa yo mất tăng su ra ba nó đi sa ha về tâm mất nó mất tăng. Cái trường hợp thứ ba này là khi hữu sự đó thì ai là bạn của mình, thì ở đây nói rằng ai là cái người chịu khó mình lúc đó thì người đó chính là bạn. Nguyên câu mình đi dài sọc nữa, có nghĩa là vậy, ai là người chịu khó với mình trong lúc hữu sự, ấp tâm là cái chắc là hữu sự nha. Ấp tâm nó hai chữ là ấp thất cha tất xa, hay là ấp tâm là cái chắc xa, hai chữ này nó có nghĩa là hữu sự, nó có chuyện. Ấp thất cha tất xa, ấp thá đây là problem, chả thá đây nghĩa là problem. Trong trường hợp này thì ấp thá nó có nghĩa là problem, có vấn đề nha. A problem được ấp tâm nó cái chá là có chuyện cần, chỉ cái chá đây là có chuyện cần. Trong trường hợp này nó là chuyện cần thiết, nó mặc dù nó có nghĩa là nhiệm vụ, là phận sự nữa, nhưng mà chỗ này nó thực hiện như vậy nha. Đấy, cái trái này cần thiết, cho nên là áp thật trà tết nó có nghĩa là cái gì áp thả là problem, khi có cái problem nó khởi lên, nó xuất hiện, có vấn đề nó xuất hiện. Hoặc là khi mà mình có cái chuyện hữu sự, cái chuyện cần thiết thì sao, cái người nào mà không có bỏ rơi mình lúc đó đó, người nào không có bỏ rơi mình lúc đó đó thì được gọi là bạn. Còn cái trường hợp tiếp theo đó là trong đây có nói rõ cái này, tôi nói rõ nó cứ chạy viết cái này là bà cố, đúng không, có nào cách nào mà dừng được. Đây còn cái chữ này nữa nè. Nhưng mà xuất ra bà mà đi xa giá ta mất nắm mất ta. Còn cái trường hợp mà bạn ăn bạn nhậu á thì không thể kể là bạn trong lúc hữu sự được nha. Các vị hỏi tôi chỉ ăn nhậu nằm đâu? Đây, tôi cho mình thấy chữ xú ra không?
Tôi cũng nản quá, tôi không biết ở trong cái room này có bao nhiêu người mà Phật tử Nam Tông, bao nhiêu người là Bạch Tông, rồi bao nhiêu người là có thể xin giới bằng tiếng Pali được. Nếu mà có thì dĩ nhiên có là tốt, có là thôi cũng chẳng thấy nào hết. Nhưng mà tôi muốn hỏi, nếu mà có đó thì có phải biết cái câu Pali thứ năm Sura Mirayat, Sura là rượu đó, Sura Mirayat, Sura ra là rượu, rượu nấu, còn Mirayat là rượu kêu chữ gì chính lúc đó, trái cây mình đó, mình bỏ trái cây vô, tủ rồi rượu nấu là rượu tủ, ok rượu nấu là rượu à, rồi ngọn châu định là rượu men là rượu nấu đó. Rượu men là rượu nấu, đúng là chữ tủ, tủ cái chữ năm chữ. Tôi xin hỏi bà con một chuyện cho vui thôi mà nó cũng cần thiết, các vị có nghe cái chữ, cái chữ vú không? Cái trái cây mình muốn cho nó chín mà đem mình vú đó, cái đây trong rung nghe biết chữ đó, có nghe chữ đó hay không? Rồi tôi hỏi các vị thật ra chữ vú phải viết bằng chữ ge, đúng là vú là dấu, đúng là tôi hỏi, nhưng mà chữ ge vú là dấu, đúng là vậy là đúng rồi. Lên men là vậy đó, trong hợp là mình đúng mình viết trái cây rồi mình gọi là vú, gọi là mình ủ, ủ nghĩa là mình bỏ men vô rồi mình đẩy lại ủ. Nó mắc mới về kênh này nhưng mình liên quan mình nói để nó cũng một thứ kiến thức nha, đúng là ủ. Thì sura ni sura pana pana là ú, sura pana sura pana a đi thì a đi có nghĩa là vân vân, có ý có nghĩa là uống rượu vân vân, có nghĩa là sao, có nghĩa là ăn uống tính theo luôn nha. Như vậy thì sura sura pana đi mình dịch chung là ăn nhậu nha mọi người, rủ đi chơi à, đi chơi là đàn đúng, ví dụ như tụ năm tụ ba đầu đường xó chợ rồi đi chọc gái rồi đi đánh bài đi hái trộm đi cầm sông rồi đua xe rồi xăm mình rồi để tóc dài rồi chữ thề rồi hút thuốc áo quần thì xẻ lên xẻ xuống rồi tùm lum tà la, thì cái đó được gọi là sura pa na đi nha, sura pa na đi là chỗ đó đó. Tất cả những gì nãy giờ tôi kể các vị có nghe đủ không? Xăm mình chữ thề hút thuốc đua xe lạng lách đánh võng lái lụa thì tất cả những cái đó được gọi là sura pa na đi, cũng như là uống rượu vân vân, đó là như vậy đó. Thì các bạn bè như vậy đó, bài bạc đá gà đá cá thì cái bài bạc như vậy đó, các bạn bè kiểu đó thì không được gọi là, không được gọi là mất tắt, mình chỉ gọi là sát hai giá thôi. Chữ sát hai giá ở đây nó có nghĩa là nó có nhiều nghĩa, sát hà hà giá cũng là bạn nhân, nhưng sao bao gồm cả nghĩa bạn xấu riêng mất ta thì sao riêng mất ta thì chắc ăn hơn. Các vị biết bữa nay nó là một cái ngày mà tôi vừa đau khổ và tôi vừa hạnh phúc. Tôi đau khổ là vì trưa nay là cái ngày tôi cũng phải tiếp tục đi học trong cái cơn mưa, vì ngày nay họ báo là mưa suốt ngày, tôi phải đội mưa mà đi xuống núi. Nhưng mà hạnh phúc của tôi là không có gì cho nên sung sướng trên đời là cho bằng nằm nghe mưa đêm hoặc là sáng sớm tròn thức dậy thì nhìn ra rừng thấy mưa đổ xuống như trút, cái màn mưa nó nhòa trong rừng đó, đẹp lạ lùng lắm, cảm giác đặc biệt lắm, không có tưởng tượng được, cực kỳ hạnh phúc. Mình hơi khớp hơi vải rồi lát nữa khoảng 12 giờ là phải đi đi đợi mưa mà đi xuống núi. Ok, dạ cái cảm giác lạ nhưng mà có điều là không có được nhập nghe. Việt Nam là phố bẩm là dùng sông uống quanh là không vô nha, gọi là mưa rồi nước lấp sắp mình nó dơ rồi nó bốc mùi thì không có được. Còn nếu mà mưa mà bảo đảm là mình chỉ nghe mùi lá mục
nghe cái mùi hơi nước nha, chỉ nghe cái mùi mùi rừng, cái mùi cây thì nó dễ thương lắm. Ok, rồi bây giờ là đi đường thì kẻ dẫn đường là bạn, ở nhà thì mẹ là bạn, khi hữu sự thì cái người chịu khó là bạn, và đời sau kiếp khác đó chính là công đức của mình ấy, thì nó là bạn của mình. Trong kinh Pháp Cú dạy thế này, là bao nhiêu của con này, với cái người mà tạo được cái công đức, tạo được nhiều công đức thì đời sau kiếp khác nếu còn tái sanh thì cái công đức xưa đó nó chào đón mình giống như là bà con chào đón người xa trở về. Các bạn nghe kịp không? Còn cái người mà làm nhiều cái điều bất thiện đó, thì khi đi luân hồi đó, nếu như cái kẻ mà đang bị kẻ thù đó, rình rập đón đầu chờ đợi sẵn ở phía trước, thì các bạn thấy một rõ ràng hai hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh thứ nhất là mình đi mà có kẻ thù đó, người nó chào, có thể có dịp mình nó ra tay. Còn cái trường hợp thứ hai là mình đi xa về thì được bà con tân quyến chờ đợi để mà chào đón, thì hai cái khác nhau. Ở đây cũng vậy, tùy cái cách sống của mình mà đời sau kiếp khác mình sống ra có được ok hay không. Cứ nhớ chừng mỗi lần muốn làm những gì bất thiện thì cứ nhớ chừng một chuyện là mình đang tạo ra một kẻ thù nguy hiểm cho kiếp sau, cứ nhớ như vậy. Chẳng hạn như tôi biết có người cũng nói là tu, nhưng mà mỗi người dễ vui một cách. Có người thì họ dễ vui được bằng tình cảm, có người thì họ dễ vui về cái mặt hưởng thụ đời sống, nhưng có người họ dễ vui cách khác. Sát sanh đây, tận mắt tôi thấy những người họ cũng thờ Phật, cũng có thọ giới đàng hoàng, nhưng mà đối với họ là chuyện mà rùi mũi mối kiến, mà họ xử lý coi như rất là nhẹ nhàng cho nó chết thoải mái nha. Thì cái đó cũng một cách dễ vui, mà nó đau ở chỗ là bây giờ mình giết tụi nó đó, mà tụi nó đang là con mối, con gián, con ruồi, con kiến. Nhưng mà đời sau kiếp khác thì tới lúc nó trổ quả mình không biết lúc đó mình đang làm cái gì. Thì mình mới vừa thi, mình mới vừa đậu hoa hậu xong, mình mới vừa đánh giải Oscar xong, mình mới vừa lên nhận chức tù tổng thống giáo hoàng xong, bị chúng xử chết ngay. À, cái đó nó đau vô cùng. Mới vừa cứu xong chết trong cái tình trạng mặt đã, lúc mà mọi thứ nó đang màu xanh chờ đón mình đã, thì có nghĩa lúc đó mình lại ra đi. Cho nên mình cẩn thận mỗi lần mình muốn giết ruồi, giết muỗi, giết kiến thì mình cứ nhớ là hôm nay mình giết nó là tụi nó không có ra gì hết, nhưng mà lỡ nay này mà cái nghiệp nó trổ nhầm cái lúc mà mình mới vừa gặp Phật, chưa kịp gì hết là đã có người giết mình rồi. Thầy Đức Phật đã có chuyện đó rồi nha. Là có một cái ông thiện nam nó trời đất ơi, ông tu hành tốt lắm, rồi ông tới nghe pháp, ông ngủ đêm lại chùa, sáng sau ra trước chùa rửa mặt, đang lâm cung rửa thì có nguyên cái đám người mà họ thanh niên, cái thì bắt trộm đó, đi bắt trộm, chạy nghe cái chỗ ông, nó đi đến cái chỗ ông, nó thấy cái túi đồ nằm trên lưng ông, nó đè ra đập trên cái dưới ông chân. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì thật ra đó là có thằng trộm thiệt, cái thằng này nó đi lấy đồ người ta thiệt, nhưng mà khi nó bị được chạy tới đó thì nó quýnh quá, nó biết phải làm sao, nó lị đại đứa đồ đó, nó lị sau lưng của cái ông Việt Nam mà đang cúi đầu cái nước rửa mặt á, cho nó yên tâm, cái nó sắp cái túi này nó biết mình là không thoát rồi. Còn cái đám thanh niên kia là chỉ có một hai người thôi là biết mặt cả thằng trộm, mà nói cũng chưa có cách nữa, bởi vì nó trộm mà nó thấy cái lưng của nó là mà tao hưởng nó rồi, cho nên tao nói nếu mà có nhiều lắm mà một hai người biết mặt nó thôi, còn thành lại còn lớn, phần lớn còn lại là coi như là cứ nghe rượt thì cứ rượt thôi, rồi tới nơi là từ xa mà nghe nó nè nó đây nè thì cứ nhà đó mà giết thôi nha. Thế là đập cái ông này, đập cái lỏng chết thê, chết thảm, chết là má nhìn không ra, má nhìn không ra đã nằm tới nhà. Thì khi mình chưa đang biết được như vậy rồi mới làm cái thư chuyện cho Đức Thế Tôn. Vì mà Đức Thế Tôn sát mang anh cư sĩ ông tốt quá, dễ thương quá, mà ông bị chết thảm như vậy đó, không biết mắc cái nghiệp gì mà nó nặng nề quá. Thì các vị còn nghe không? Các vị nghe rồi. Thì lúc đó thì Đức Phật cho biết là ngày xưa ông Việt Nam này ông từng là, ông từng là một ông quan vân dĩ ải, không biết đại ca biết cái gì ải không?
Hải là một cái đồn bót, một cái trạm mà ở biên giới gọi là hải nha. Xứ nào thời nào cũng có cái đó. Thì ở Việt Nam là ngày xưa cũng từng ông quan giữ ải, rồi giờ mà có buổi chiều mùa thu lá bay, có hai vợ chồng đi xe ngựa đi đi ngang cái cửa khẩu đó, mà cái khu vợ là cũng đẹp ghê hồn lắm, cho nên cái ông quan nằm nhìn nó thích. Mà nó khổ một chỗ nữa là đó là vợ người ta, mà bây giờ mình thích thì chứ mình cũng đâu có làm gì được. Mà ông nhìn mắt, nhìn ánh mắt của nàng, nhìn cái nụ cười kia, biết nàng đó là ông biết là đây là cái mà thì cái này ông không thể sống thiếu được. Thế là ông mới là hạ thủ công phu, đem là muốn cho lính hầu nó đem một cái viên ngọc quý mình bỏ vô trong thùng xe ngựa. Hai vợ chồng về xong rồi sáng ra ông mới truy hôn lên là bị bắt đồ. Và ông nghi ngờ đó là cái anh chồng này nè là cái người ăn cắp, thì dĩ nhiên anh chồng anh không có lấy, cho nên anh tá vào. Khi xét thùng xe đó thì rõ ràng có cái viên ngọc quý hôm qua nằm đâu, thì có thể biết chuyện gì xảy ra rồi. Ngày xưa mà bây giờ ở trong nước công an mình bắt được mình thì nó muốn nó đập mình chết, xong đem ra nó lỡ tay, còn không nó nói là mình tự tử rồi, là thì chỉ có trời biết thôi chứ đâu ai biết bây giờ đó, chứ đừng nói từ xưa. Còn người đàn ông này là hồi xưa mà một cái vùng biên hải xa xôi hôm qua là ông trời con vua một cõi, cho nên là ông đem là vô ông đánh đập đánh tra tấn cuối cùng chết. Thì từ đó thầy chồng chết rồi thì ông chiếm vợ rất là dễ, bởi vì thứ nhất đó là đường xá lại xa xôi, bây giờ cổ không chấp nhận ông thì cổ biết mà, cổ biết rồi cổ không có đường về, chứ có phải cổ cũng có cái smartphone mà bấm cũng gọi ha, rồi cứ cứ trong đó nó có cái định vị vệ tinh đó thì cho người ta biết cổ đang ở đâu đấy, rồi với nhà với ra quận tư thôn bản rồi khánh hội mà kiếm người lên được lai đem nó về được. Còn hồi xưa thì có cái gì đó, cho nên là cổ đành lại lấy một quan. Thì do cái nghiệp xấu mà coi như là du quan giá họa cho người khác như vậy, cho nên sau cái kiếp đó rồi thì ông quan vẫn bị đọa địa ngục, ông bị đọa địa ngục xong rồi trở nên làm người, là cứ đời đời kiếp kiếp là cứ sanh ra cái mặt đó ông lên nhìn cái mặt ông là người ta cứ đổ oan, là bởi vì cái gieo cái nhân nào gieo cái nhân nào cũng như cái quả đó, nhớ nha. Cho nên nó đây mới nói là công đức tự mình làm là bạn cái đời sau là như vậy đó, có nghĩa là nếu mà mình có nhiều công đức thì mình sanh ra đi đâu cũng được phước báo nó cầu đó, còn nếu mình làm quá nhiều cái ác nghiệp thì đi đâu sanh ra cũng coi như quá nhiều cái ghẻ thù nó cầu đó, mà chỗ đó đó. Ok, bây giờ nó tiếp theo là cái bài kinh tiếp theo là cái bài cơ sở nha, bài cơ sở bài bài đó nè, bài bài đó nè, bài bài đó nè, bài bài đó nè, bài bài đó nè.